Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Một tuần đã trôi qua, không biết là mọi người đã dọn dẹp cảm xúc của câu chuyện tuần rồi hay chưa, để chúng ta lại tiếp tục lắng nghe thêm một câu chuyện nữa vào tuần này. Và giống như tinh thần của Ai Cũng Có Chuyện, chúng ta không lắng nghe câu chuyện của mọi người với một tâm trạng phán xét hay là định kiến. Chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra xung quanh mình với một tâm thế học hỏi, lắng nghe để hiểu rằng đôi khi trải nghiệm của người khác cũng là những cái trải nghiệm mà chính mình có thể đã từng trải qua, hoặc biết đâu chừng mai mốt mình cũng sẽ trải qua. Thế thì tuần này chúng ta sẽ nghe câu chuyện gì? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của người trong cuộc nhé. Chào em. Dạ, chào chị. Là nếu như mình có một cái từ khóa để khái quát lại cái câu chuyện mà mình sắp kể cho quý vị khán giả, thì em sẽ tạm đặt tên cái câu chuyện mà mọi người sắp được nghe kể với một cái cụm từ gì? Tay ba, chuyện tình tay ba. Thường thì tay ba thì phải là chuyện tình thôi. Những cái nỗi đau mà đến từ các cuộc tình thì thường nó dai dẳng lắm. Giờ chị hiểu sao em ẩn khuất vậy rồi. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu từ đâu đây? Em cũng xin kể cho chị nghe câu chuyện em đã giấu kín tới bây giờ cũng 3 năm rồi. Đó là năm 2013. Cuối 13, đầu 14 thì em có một mối tình yêu nhau được 6 năm. Từ 2013 đến 2019. Là lúc đó mình còn trẻ lắm, mình thanh xuân lắm á. Hai người yêu nhau rất là tha thiết. Thì cuối 2019 thì em có nói thôi, để đầu 2020 á, vừa qua Tết thì hai đứa mình sẽ tổ chức đám cưới. Bắt đầu câu chuyện sẽ được xảy ra. Vừa ăn Tết xong thì em lại có một cái chuyến đi công tác 6 tháng tại Thái Lan. À, đi nước ngoài. Dạ. Thì chị nhớ thời điểm đó vừa qua Tết là mình lại bùng dịch. Thì em qua anh bển thì em bị ở lại đó không được về đúng 11 tháng. Người yêu của em là ở chung cư mà ở một mình nữa. Mà người bạn thân của em cũng ở chung cư, cùng một chung cư đó luôn. Bắt đầu câu chuyện nè. Chị biết là đâu có ai được đi đâu. Mình thương người yêu của mình, tại vì đây là người yêu cũng như là người vợ sắp cưới rồi. Thì em có nhờ bạn thân qua bên bạn gái tao, mày hỗ trợ giúp được gì giúp thầy đơn chứ. Có nghĩa là hai bạn này có biết nhau? Biết nhau. Ừ. Dạ. Cũng qua lại nhau. Thì mỗi ngày em ở bên bển em đều video call về, phone về, thấy mặt với nhau hết. Ba người gọi chung mặt, thấy nhau, nói chuyện với nhau vui vẻ. Thì em nghĩ bạn thân thì đâu có thể nào mà có gì với vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới mình nữa. Tại vì biết tụi em là chính thức 2020 sẽ cưới mà. Nhưng mà tại vì bùng dịch nó lại trớ trêu thai. Hai người có tình cảm như thế nào em không biết trong cái thời gian mà đỉnh điểm dịch đó. Thì đến tháng 11 em về á, em bắt phấn khởi. Mình sắp được về Việt Nam rồi, mình được gặp gia đình nè, được gặp bạn bè và được gặp người yêu là người vợ sắp cưới của mình luôn. Nôn chứ chị. Nhưng mà về rồi thì bắt đầu có những cái mâu thuẫn với nhau. Không có còn như ngày xưa thân mật với nhau nữa. Ngày xưa là điện thoại hai đứa đều xài chung một mật khẩu. Nhưng bây giờ lại đổi mật khẩu. Đây là một cái sự nghi vấn đầu tiên của em. Em về bao nhiêu ngày thì em phát hiện là điện thoại đã bị đổi mật khẩu? 2 tháng em mới để ý. Tại hai vì tháng em mới để ý em luôn. Em cũng vẫn vui vẻ, em vẫn không có quan tâm tới cái điện thoại nhiều. Tại vì tuy rằng mình chung mật khẩu nhưng mà điều em vẫn muốn có sự riêng tư. Chừng nào em mượn điện thoại tới thì em mới bấm vô mật khẩu đó. Nhưng mà vô tình lần đó công việc của em và điện thoại em tắt nguồn, em mới mượn điện thoại thì là 2 tháng lần đó. 2 tháng. Chắc do nhiều khi mình tập trung công việc nhiều quá. Bỏ bê những cái chuyện đó nhiều. Bạn đó giải thích với em như nói thế nào? Là do máy mới chạy lại xong rồi lỡ tay chọn qua mật khẩu khác thôi chứ không gì không. Bạn đó có cho em biết một mật khẩu mới không? Không. Thì nó để em mở cho. Em vẫn vô tư bình thường. Nói chung là khi yêu là em yêu hết mình. Mỗi lần nghe điện thoại thì em lấy lại thấy để đi xa ra nghe điện thoại. Không còn như ngày xưa là hai đứa, đứa ngồi đứa nằm trên đùi vẫn nghe điện thoại. Alo chị hay là mày uống cà phê nha. Thì vẫn nói chuyện bình thường, vẫn vô tư. Nhưng bây giờ mỗi lần nghe cuộc gọi gì đó của một người nam, nhưng mà em không xác định được cái tiếng đó bạn thân hay không, tại trong cuộc gọi mà, thì lại đi ra xa. Nghi vấn thứ hai. Lần thứ ba là lần này lần hoài nghi của em đã có rồi, em đã xác định rồi. Vô tình em đi gặp đối tác thì gặp hai người đang ngồi uống cà phê với nhau. Nhưng không ai xa lạ, đó chính là người bạn thân của mình. Nhưng mà nếu uống cà phê bình thường, ngồi hai ghế cách xa nhau thì em không nghĩ là gì, em sẽ không có hoài nghi. Nhưng hai người ngồi rất gần với nhau theo kiểu cặp tình nhân mới yêu. Thì em rất lịch sự, em dẫn điện cho bạn gái em.
em hỏi là em đang ở đâu. Thì người con gái của em nói là em đang đi uống cà phê với bạn. Bạn gì? Nói là bạn nữ. Em để đó một bên. Em điện cho bạn thân của em. Bạn ơi, bạn đang ở đâu? Tao đang đi công tác. Bắt đầu đã có sự hoài nghi đúng rồi. Nhưng mà em vẫn luôn đặt vững niềm tin là vợ sắp cưới của mình luôn trong sáng. Cái yêu quá mà em vẫn còn cho mình một tia hy vọng nữa là đây không phải đâu, sự hiểu lầm nào đó thôi. Tức là vẫn cố đi tìm một cái lý do gì đó là chắc là cái gì đó đó. Để đó đúng rồi, đúng rồi chị. Còn cái gì đó mình chưa biết, từ từ. Hay là hai người đang có vấn đề đó để làm cho mình bất ngờ vậy là gì đó. Em suy nghĩ đơn giản lắm, mình tin tưởng hết mình luôn và kể cả tin vào bản thân của mình không bao giờ dối mình. Em dừng chỗ này đi, mặc dù khán giả sẽ rất là bực khi dừng chỗ này, nhưng mà chị muốn hỏi một tí nè. Giờ mình đi làm rõ nhân thân của các bạn thân xíu. Em với cái bạn thân đó đó thân nhau bao nhiêu lâu rồi? Học từ năm lớp 9. Bạn kiểu cũng không nói khố đâu, nhưng mà cũng thuộc dạng là trời ơi, cũng từ thời niên thiếu trở đi. Đúng rồi. Và tính đến cái thời điểm đó là các bạn chơi với nhau hơn 10 năm. Dạ. Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì nhà cách nhau có khoảng 500m thì phải là cùng quê nữa. Cùng quê luôn. À, cùng quê, cùng trường, lớn lên, tuổi trẻ cùng nhau. Rồi rất là nhiều kỷ niệm. Lúc đó là các bạn đã ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, đúng không? Đúng rồi chị. Có nghĩa là cùng quê rồi lên một cái thành phố lớn, rồi gặp nhau ở chung, ở gần. Nghĩa là có một cái độ gắn bó lâu. Gắn bó nhau, một cái vòng tròn mắt xích với nhau rất là sâu sắc với nhau, dữ lắm chị. Tại vì chơi đi đâu, làm gì, thằng bạn thân của em cũng đều có mặt chung với bên đây với em. Có nghĩa lời là thời gian là với bạn gái của em rất là coi như bạn bè nhau chí cốt rồi. Đi ăn là... gì cũng vậy hết. Thầy cư xử với em rất là tốt này nọ mà chia sẻ, tại vì em coi nó như là một cái một phần của đời mình, thân hơn anh em ruột. Đó, giờ hiểu rồi, giờ mọi người cũng đỡ tức tối là sao giao cái người vợ sắp cưới của mình cho cái Đồng ông bạn này. Rồi. Cho nên mình đủ cái cơ sở để mình còn hy vọng. Dạ. Yeah. Rồi. Điều này có nghĩa là ngay từ khi em bắt đầu quen cái mối tình này thì cái bạn trai này cũng đã biết cái cô gái này. Đúng rồi chị. Chứ không phải là tới cái lúc dịch thì mình mới bắt đầu giới thiệu là có một cô bạn gái cần được giải cứu, cần được nhờ cậy. Yeah. Còn cô bạn gái thì đã quen 6 năm trời. Yeah. Đủ để mình tin tưởng, quá mình biết về cô. Con đường quá dài. Giờ quay trở lại quán cà phê. Dạ. Yeah. Em hỏi bạn em thì bạn em cũng đã trả lời vậy thì hoài nghi thứ ba đã được em cộng dồn với nhau. Em để đó. Em vẫn còn tạo cho mình một cái hy vọng mà. Thì em đi công tác về. Thì một lần thứ tư nữa, gặp tại trung tâm mua sắm. Em ơi, em đang ở đâu và làm gì? Anh dẫn em đi ăn. Trưa nay anh rảnh. Em đang đi mua sắm với bé Na. Bé Na là em bà con. Nhưng mà xui thai, bé Na đang ngồi cà phê cùng em. Ngay trái chỗ đó. Thiên bất dung gian. Ngang trái chị. Em điện thêm cho thằng bạn thân. Lúc này em cần gọi cho bé Na hả? Tại vì bé Na kế bên rồi. Kế bên rồi, em đâu còn điện làm cái gì. Em mở lo lớn cho bé Na nghe. Bạn em nói ta đang đi nhậu với khách hàng 4 cái rồi, không còn gì để nói nữa. Lúc này em đang phân vân nè. Một bên là bạn thân, thân rất là thân luôn rồi. Một bên là vợ sắp cưới. Bây giờ mình giải quyết như thế nào? Không muốn mất bạn vì bạn cũng từng giúp đỡ mình, và cũng không muốn mất người yêu, người vợ của mình vì em đã quá thương, đắn đo lắm. Giờ chị hỏi nè, khi mà em từ Thái Lan về, em bắt gặp thì chắc là những người khác cũng sẽ bắt gặp, và có những cái mối quan hệ chung giữa hai bạn, giữa ba bạn luôn, thì em có nghe một cái dư luận nào đó họ nói lại với em không? Có ai đó cảnh báo với em về cái mối quan hệ bất thường của hai cái người này không? Có chị. Ban đầu em có tin bạn không? Bạn học chung của tụi em á. Yeah. Chỉ nói một câu mà em nhớ mãi tới bây giờ luôn. Tin bợm mắt bò, tin bạn mắt bồ. Một câu slogan rất là dễ thương mà em nhớ mãi tới bây giờ, bao nhiêu năm rồi em vẫn còn ấn tượng câu đó. Tới giờ em nói tin bạn cũng không được. Bây giờ em mới hiểu nè, tin bạn quá là mắt bồ, mắt vợ đúng rồi nè. Em nói mày khùng quá mày ơi. Mày nghĩ sao vậy? Vợ tao sắp cưới mà. Nó cũng biết mà. Chứ nó học chung tụi mình từ hồi lớp 9 tới giờ, làm gì mà có chuyện đó xảy ra. Nói rồi thời gian tao sẽ cho mày bằng chứng. Đừng nên tin quá. Tại tao thấy mày thân với nó hơn thân tao. Rồi em đâu có nói gì, em vẫn vui vẻ trong cái cuộc cà phê riêng. Em quyết định tìm hiểu sâu thêm cái nữa. Bắt đầu tại lần thứ tư rồi, đâu còn gì để nói gì nữa đâu. Cơn cao trào của mình, cơn ghen của mình nó đã được phẫn nộ lên rồi.
em quyết định em tìm hiểu. Thì em muốn khẳng định cho cân bằng với nhau là không muốn mất tình bạn, không muốn mất vợ của mình. Em có một buổi họp lớp cuối năm vào ngày 29 Tết. 29 Tết thì em muốn khẳng định với bạn em đây là vợ của ta. Mới gặp lại nhau ăn uống tới đầu, từ đầu đến cuối ngồi luôn, em cứ nghĩ mình đã thắng. Nhưng bởi vì mình đang khẳng định chủ quyền ở đây mà. Dạ, chủ quyền. Trong cuộc chơi bạn bè nhau là vô đây là em đã khẳng định, em nói đây là vợ sắp cưới của ta. Tụi bay chuẩn bị đi đám cưới thì ai cũng cười. Nhưng có thằng bạn mà nhắc nhở em á. Cái thằng mà tin bạn mất bồ mà tin bờ mất bò đó đúng không? Rồi, không cười. Nhưng mà nó lại là người thám tử đằng sau. Tại nó muốn cố tình nó lấy bằng chứng cho em mà. Nó vẫn bình thường. Mọi người thì chúc mừng em, thằng bạn thân cũng chúc mừng em. Sau đó em lỡ quá chén. Ngày hôm đó em nhậu nhiều. Tại em thấy tới cuối mùa rồi, bình thường mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Em khẳng định trước mặt mọi người nắm chắc phần thắng. Nhưng trớ trêu lắm. Em xỉn quá chén. Lỡ với bạn bè, với cô giáo đồ học lớp, gặp lại cô thầy ngày xưa nữa. Nên là em lỡ quá chén. Thì em ngủ tại bàn tại ngôi nhà đó. Có một số bạn đã về rồi, nhưng thằng bạn em vẫn còn ở đó với em. Thằng thám tử, thằng bạn thám tử vô tình chụp được một tấm hình. Em nghĩ nó vô tình, nó cố ý đó. Là hai người có một góc xa là đang ôm ấp nhau. Tại lúc đó là mọi người đã quá chén rồi. Nhưng mà nó chụp được không phải một tấm mà ba tấm lần. Ba tấm rất là ấn tượng. Nó chỉ thiếu quay video clip thôi, chị nói thiệt với em luôn. Sau cái đó nó đưa cho em coi. Em mới quyết định, mày nói không sai. Thôi để tao chia tay. Miệng thì nói vậy nhưng lòng chưa muốn. 6 năm đánh đổi là có một ngày đó em đâu chịu. Yêu thì nếu nói vậy thì mình hơi gọi là yêu mù quáng quá, đúng không chị? Nhưng mà tại vì có những cái tình cảm khó nói lắm. Em định quyết định là sẽ chia tay. Nhưng ngày hôm sau là ngày 30 Tết, bạn gái của em đi về nhà em, tỏ ra mình giống như là một cô dâu ngoan hiền và một người vợ tốt. Đối với em vẫn không thể quyết định được nữa. Không nỡ, phân vân tiếp tục nữa. Lại phân vân. Nhưng ba tấm hình nó cứ ám ảnh suốt, làm cho em lại càng máu lửa lên, sôi sục lên, quyết định mình phải làm gì đó, tìm cho bằng được thêm một cái chi tiết nào cố tình đó. Nhưng mà mong rằng chi tiết này đừng xảy ra, một chi tiết lớn nữa. Cái này mới nắm tay hay gì đó em cũng vẫn từ từ, nhiều khi giỡn nhau bạn bè giỡn quá chén rồi, thôi không sao, cứ không chịu bình tĩnh. Nhưng lần cuối cùng này là lần bắt gặp hai người đi vào khách sạn. Trời xui đất khiến. Nhưng mà ngày hôm đó đang mưa luôn. Em đứng đó em nhìn, em nghẹn ngào. Đang mưa trong lòng luôn rồi đó. Nó não nùng lắm chị. Mình không thể tin được. Mình đang cho mình một cái cơ hội cuối cùng này để thay đổi. Một là cưới, hai là dứt. Nhưng mà cuối cùng dứt luôn. Đâu còn gì để nói. Cái chuyện đó nó diễn ra sau bao nhiêu lâu của cái ngày 30 Tết? Em nhớ là ngày 20 tháng Giêng. Nghĩa là ăn Tết xong. Ăn Tết xong. Năm đó lần đầu tiên là em thấy mưa sớm luôn. Mưa ấn tượng nhất luôn. Em đứng ngay mưa đó đúng 2 tiếng đồng hồ, em đứng đợi ròng rã đúng 2 tiếng. Mình tất như là người thất thần vậy đó chị. Nó khó chịu lắm. Mình không biết giờ làm sao, tại sao bản thân mình lại đối xử mình như vậy, mà người yêu lại đối xử mình như vậy, trong khi mình luôn tin vào hai người hết mức. Vì sao em không quyết định bước vào trong cái khách sạn đó mà em quyết định đứng ngoài đợi? Em đợi hai người ra đặng em lại gần. Em lúc đó chỉ biết suy nghĩ vậy thôi. Hai người bước ra vui vẻ, người con gái đang trên vai của người bạn thân của em. Thì em bước lại, thôi chúc hai người hạnh phúc nha. Em chỉ nói như vậy thôi. Bạn rất tốt. Người bạn gái của em bắt đầu là xin lỗi. Không như anh nghĩ đâu. Em cầm điện thoại lên. Đúng không? Những tấm hình này. Em không tin em gọi bé Na đi. Em sẽ hiểu ngày đêm đi shopping. Anh đã biết ngày muốn cà phê ở đâu. Thì em tự hiểu, tự reset lại trong đầu của em đi. Bản thân em thì chỉ biết đứng đó, không nói gì nữa. Em nói như đó rồi, em bỏ đi. Em nói thôi, kết thúc cuộc tình và kết thúc bản thân kể từ đây. Nhưng sau đó, cuộc tình tay ba đã không còn nữa. Thì hai người cũng lại, người bản thân em với bạn gái em lại không đến với nhau. Không biết dù mâu thuẫn gì đó, em không biết. Người bạn gái thì theo gia đình định cư ở bên nước ngoài. Còn bạn em thì cưới vợ khác. Rồi ba người thành ba nơi, không ai nói chuyện với ai. Cho đến bây giờ? Chưa đến bây giờ. Thật ra vốn nha, bạn gái của em, cô ấy nghĩ là cô ấy sẽ kết hôn với em. Chị chỉ có một cái thắc mắc từ đầu cho đến bây giờ mà chị chưa kịp hỏi em thôi. Là tại sao em không có một lần nào đối thoại với bạn gái của mình?
về cái việc mà cô ấy nảy sinh tình cảm, nảy sinh mối quan hệ với bạn thân của em. Hoặc ngược lại là em không có một cái cuộc đối thoại với bạn thân của em về cái sự việc đã xảy ra. Có một lần đi uống cà phê chung với nhau, bốn người, mẹ em quên kể chị là thiên thần thám tử đó, ngồi chung với nhau. Em chỉ hỏi chơi chơi thiệt thiệt, hai người có giấu gì tôi không? Để tôi tính, mày khùng hả, có giấu gì? Thì em nói là từ lúc dịch giờ hai người có gì vui không? Có thiếu mày buồn, nhiêu đó thôi. Ừ, vậy ha, buồn đúng không? Buồn hay vui? Thôi để thời gian đi rồi biết. Thì lần đó xong, lần nói đó xong em mới khẳng định, em mới quyết định là em có buổi họp mặt với bạn bè. Là em quyết tâm là coi như là tao khẳng định trước luôn, cho mày khỏi nói câu nó buồn. Nhưng mà thám tử nó luôn làm cho em, tạo sự bất ngờ cho em quá. Cái bối cảnh của cái cuộc cà phê đó chưa được gọi là đối thoại. Chị không có bên bạn gái em, chị cũng không có bên bạn thân của em. Chị cũng không nói là cái chuyện em làm nó sai hay là nó đúng. Bây giờ mình trả câu chuyện lại ở cái chỗ khách quan hen. Em nghe ông bà mình nói câu này rồi gì? Lửa gần rơm. Cái bối cảnh dịch nó xảy ra vào những cái năm tháng đó, người ta không biết ngày mai người ta thức dậy chuyện gì sẽ xảy ra. Câu chuyện phong tỏa ở tại thành phố Hồ Chí Minh lúc đó nó diễn ra theo kiểu: bữa nay tôi còn được đi tới đi lui, ngày mai tôi chỉ còn được đi trong sân của tôi thôi. Tới ngày mốt là cái sân tôi cũng không được ra nữa. Ví dụ bạn gái em ở chung cư thì bữa đầu là còn được đi lòng vòng ở dưới sân chung cư, bữa sau là tới được vô có cái sảnh thôi, bữa kế nữa là không được xuống cái sảnh luôn, là chỉ được ở cái ai ở cái tầng nào là ở trong cái tầng đó đó. Rồi đến một cái bữa nữa là block luôn cái tầng, có nghĩa là ở trong cái nhà luôn, không có được đi ra cái hành lang luôn. Họ ở trong một cái bối cảnh là cuối cùng sự sống là cái gì, và em ở rất xa, chồng kia ở quá gần, tại vì cùng một lầu luôn mà chị, chung cư mà. Ở đây mình không có bao biện, nhưng mà hành vi sai trái nha. Dạ. Chị vẫn phải khẳng định lại. Nhưng có những cái thứ gọi là nó thuộc về bản năng nè. Nó thuộc về cái mưu cầu của cái gọi là cái sự tận hưởng một cái đời sống căn bản, để người ta nhận ra là không màng tới ngày mai, hạnh phúc là ở đây và bây giờ với những người đang hiện hữu. Em hiểu ý chị không? Cái người ta quên ngày mai là bao giờ, khi mỗi ngày người ta chỉ còn nghe tiếng xe cấp cứu ngoài kia thôi. Đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai thì nó dĩ nhiên là nó cũng phải có những cái điều sai trái từ bên trong tâm tưởng, chứ không phải là không. Và nó dẫn đến những cái điều mà họ không kềm chế được. Rồi thêm một cái điều nữa là cổ là con gái, cổ với em yêu xa, cổ nhận một cái sự hỗ trợ của một người con trai, thà là của một bà chị gái đi. Bữa nay em test mấy vạch, bữa nay nấu ăn có hành để nêm không? Giờ lúc đó mua hành khó như mua vàng vậy đó. Rồi có mua cá được không? Có mua thịt được không? Cái sự quan tâm đó tự dưng nó phải thành ra bữa cơm, thành ra nước uống, thành ra giấc ngủ. Tức là nó là cái căn bản luôn. Rồi bây giờ ngoài ông này ra ai giờ? Tự nhiên cái 24 giờ còn có gom lại có một người. Tại vì đâu gặp được ai khác ngoài ông này đâu. Đúng rồi. Từ đó nó dẫn đến cái sự gắn bó sâu giữa hai người. Có nghĩa là ở đây mình lý giải là vì sao họ lại va vào đời nhau. Em không quán trách, cứ nhìn vô định mệnh đi. Chị nghĩ chị cũng đâu trách được em, mà cũng không ai trách được em hết. Chỉ tiếc là chúng ta đã không có cho nhau thêm một chút cơ hội, rộng lượng với nhau hơn một chút. Em cũng rộng lượng rồi đó chị, cho nhiều cơ hội rồi đó chị. Cái đó gọi là em củng cố bằng chứng. Em gọi là em cho nhiều cơ hội, tức là em đang ý nói là em đã cho 4-5 lần giống nãy giờ em kể vậy. Thì em muốn chấn chỉnh hết mọi thứ rồi. Đó gọi là củng cố bằng chứng. Rộng lượng nó là như vậy nè. Ngay từ lần số 3 em phải thẳng thắn nói chuyện với bạn gái của em, mà phải là nói riêng. Để chất vấn từ người hả? Dùng từ chất vấn nghe nó hơi cay nghiệt, nhưng mà thật ra gọi là gì? Chia để trị. Chiến lược quân sự là chia để trị, để người ta không có phòng vệ với người còn lại, rồi người ta sẽ nói cho em nghe. Cổ được nói ngay từ lần thứ 3. Đầu tiên cổ hiểu nè, em biết chuyện rồi. Thì khi cổ biết rằng em biết chuyện rồi, cổ sẽ không có lần thứ 4 cổ đi với ông kia nữa. Cổ sẽ không có lần thứ 5 cổ lén lút nắm tay ông kia trong buổi họp lớp nữa. Và sẽ không có lần thứ 6 của cái vụ đi vô khách sạn. Tất cả những lần thứ 4, thứ 5, thứ 6 nó đang diễn ra theo kiểu này nè: tụi mình đang rất có lỗi, tụi mình phải dừng lại cái việc này. Chị không biết là chị có đang bị drama quá không, nhưng mà chị tin là những cái câu thoại đó đã xuất hiện trong những lần hẹn đó đó. Tụi mình đang rất là có lỗi, tụi mình không có yêu nhau đâu, chẳng qua là vì thời gian vừa rồi tụi mình có cái sự hỗ trợ nhau, cho nên là cái tình cảm đó là cái tình cảm theo kiểu là mình ngộ nhận thôi. Tới bây giờ vẫn còn ám ảnh, bởi vì em vẫn nhớ cái câu kia: tin bò mắc bò, tin bạn mắc vợ. Đúng, mắc vợ thiệt. Em không nói em là người đúng hoàn toàn, tại vì theo cách chị nói thì em vẫn
là người không đối diện với sự thật là em vẫn còn có cái khuyết điểm sai. Người bạn gái đó em không nói là sai hết, tại vì trong sự bồng bột đó thì em cũng vẫn cho người ta vẫn có sự đúng trong và bản thân em. Bạn thân của em thì cũng là người trẻ, trong hoàn cảnh đó bạn ấy không thể nào vững tay chèo được, bạn gái của em thì cũng không vững tay chèo được, rồi thêm những cái sự khắc nghiệt của hoàn cảnh. Và chị nghĩ là bạn ấy rất là rõ là bạn ấy có lỗi với em, cho nên là im lặng và rời xa. Thực ra em có tiếc cái tình bạn đó không? Tiếc, rất tiếc. Em có đủ bao dung để bỏ qua không? Ông bạn thân thôi, chứ chị cũng không ủng hộ cái việc mà em kết nối lại với bạn gái cũ đâu. Vì hãy để cho mọi người được an ổn. Nếu mọi người cảm thấy có những thứ nó quan trọng hơn cả cái câu chuyện là ai là người mở lời, thì việc mà chúng ta cho người khác một cái thông tin rằng cái lỗi lầm của bạn á, tôi bao dung, và tôi cho bạn thấy một cái tín hiệu về sự bao dung, đôi khi nó cũng ý nghĩa lắm. Biết đâu cái chương trình này là hai người sẽ cùng xem. Đúng rồi, biết đâu. Thì cứ coi đây là bạn bình thường trở lại. Ở đây không thù hằn hay là không ghét, không quán trách. Tức là em tin rằng dù mọi người không nhìn thấy mặt em, dù cái tên này là một cái tên không phải là tên của em, nhưng em tin nếu như hai bạn ấy xem sẽ hai biết bạn được. Ấy biết mình là đương sự, đúng không? Thế thì nếu hai bạn ấy không, một người bạn ấy thôi, cô gái ơi, cô ở yên với cái gia đình của cô giùm tôi nha, đừng nha, chuyện này nên quên đi. Nếu như mà chị đã nói thay cho lời của bạn và bạn sẵn sàng nhắn một cái tin cho em, mở lời với em sẽ hồi đáp đúng không? Đúng. Chị rất là hy vọng điều đó xảy ra. Mối tình đó là xong là bạn em lấy một người rất là thân cận với em, cùng chia sẻ với em mọi chuyện vui buồn, nên là thôi đây là đúng điểm dừng của mình rồi. Người ta đồng cảm với em, người ta động lòng với em, và em cũng động lòng ngược lại luôn, rồi động phòng tới giờ luôn. Động lòng người qua động phòng luôn đúng không? Vậy thì ngày hôm nay khi mà mình quyết định kể cái câu chuyện này ở đây, mục đích của mình là gì Tùng? Em kể ở đây không phải là để chất vấn hay là để nói những cái sai của người ta. Em muốn kể cho mọi người biết, thứ nhất, khi yêu là phải quan tâm, dù tin tưởng nhưng mà cũng phải quan tâm hết mức. Tại trong đó không phải em nói là em là người đúng hoàn toàn, có những cái em hờ hợt nè. Tại vì về 2 tháng mà cái mật khẩu tới cuối cùng, gần 2 tháng em mới để ý tới cái điện thoại đó, thì em không quan tâm tới người mình thương. Cái đó chi tiết nhỏ đó em không biết như nói như thế nào để cho rõ mọi người, nhưng mà phải quan tâm nhiều hơn nữa. Đừng tin tưởng vào bản thân quá mức, giao bản thân hết một trọng trách rất lớn với người mình thương. Phải tìm hiểu rõ hết mọi thứ, khi chia tay cũng phải như chị nãy chị nói đó, phải đối diện với sự thật khi chia tay. Thì biết đâu em cho người ta cơ hội thì biết đâu là người con gái cũng vẫn còn với mình. Đó là cũng là một cái điểm nhỏ của em, điểm yếu của em. Em không đối diện sự thật. Em nói lên để giải bài cho cái vui là mọi người cứ nghĩ thoáng lại đi, vì mình đã có gia đình rồi, ai cũng lớn hết rồi, coi như bồng bột cái thời điểm 3 năm về trước đi, rồi giờ mình coi nhau lại là bạn và cứ comment lại. Cảm ơn em, vì em đã có gia đình rồi, và đặc biệt là vì em đã có con rồi, cho nên với cái câu chuyện của em ngày hôm nay, chị sẽ thêm một ý nữa, như một cái lời tâm tình dành cho em ha, và cho rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chị vẫn nhấn mạnh lại một ý là hãy cố gắng đối thoại để hiểu cho đối phương, đặc biệt là trên cái hành trình là phụ huynh sau này. Các con sau này rất là cần được nghe và được nói, thì em mới hiểu được con em, hiểu được rất là nhiều điều mà các con làm. Mà đôi khi trong cái góc nhìn của phụ huynh á, em cứ nghĩ là con nó đang sai, hoặc là con nó đang quấy phá, hoặc là con đang thế này thế kia, rồi mình áp cho con một cái hình phạt hoặc là một cái tội nào đó mà con không có được trình bày, thì có thể nó tạo ra rất là nhiều cái hiểu lầm. Hãy cố gắng trao đổi, được bày tỏ, được nói, thì sẽ có nhiều thứ nó sáng tỏ. Nếu như thực sự có một cái sự kỳ diệu xảy ra, đó là một cái người bạn của mình, bạn ấy có bắt gặp được chương trình, bạn ấy đủ can đảm, bạn ấy có sự dằn vặt bao lâu nay, bạn ấy đến được cái độ chín mùi, sẽ có một cái sự thức tỉnh. Mình kết nối lại những cái gọi là những cái thâm tình của cả một cái khoảng thời gian dài niên thiếu. Và cũng hy vọng là mọi người với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy là đôi khi có những cái đổ vỡ nó đến từ rất là nhiều diễn biến. Và nhấn mạnh thêm một điều nữa, không chỉ có tin bạn thân mà mất vợ hay là mất bồ
hoặc ngược lại là mất chồng hay mất người yêu mà luôn luôn cẩn trọng, là mọi cái tình huống nó đều có thể dẫn con người ta bị say nắng, bị lạc đường. Nội tình phải ổn đã thì mới không lo cái chuyện ngoại tình. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bây giờ chị giới thiệu một số những thông tin cơ bản về bản thân của mình: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán cũng như là công việc hiện tại của chị nhé. Dạ. Em alo. Tên là, vâng, chị có nghe rõ không ạ? Anh nghe rõ em nói không ạ? Dạ, nghe rõ, nghe rõ. Dạ, dạ. Mời bạn. Ừ. Bạn giới thiệu đi. Cho em chuyển mạng đến 4G một xíu. Vâng. Ok, đây bạn. Dạ. À, em tên là Lê Thùy Linh, em sinh năm 1994, quê nguyên quán của em thì ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng, hiện tại em đang thường trú ở Hà Nội. Bạn đọc lại họ và tên của bạn nhé. Ê, hình như là cái 4G này nó còn lag hơn những wifi á. Yeah. Em là Lê Thùy Linh ạ. Lê Thùy Linh ạ. Mạng bị lag rồi bạn. Lag hơn ạ? Chắc là mạng của Hiệp bị lát. Mạng của em bị lát á, chứ chị vẫn nghe. Chị có nghe được đúng không? Dạ ok. Rồi thôi em lát em im đi. Không có ngại. Ừ rồi ok. Rồi mình nói tiếp đi Linh ơi. Mình 94 rồi, quê quán nghề nghiệp của mình ha. Rồi. Vâng, quê quán của em thì ở Thanh Hóa. Còn nghề nghiệp hiện tại của em là làm nói đúng ra thì nó về chuyên ngành của em thì nó cũng hơi khó, thì em cứ nói. Em cứ nói đi em. Tại vì vâng, chị cũng biết là cụ thể là công việc của em là gì. Vâng, em sẽ làm về mảng phát triển kênh phân phối ở tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện. Tức là bên em sẽ phân phối sản phẩm bảo hiểm qua các cái hệ thống của hệ thống bảo hiểm số. Kênh ngân hàng hả? Là digital ấy ạ. Tức là ví dụ như bên em sẽ phân phối trên mảng Momo, Tiki hoặc là Shopee. Đấy, thì em sẽ làm. Nhưng mà bên em bảo hiểm của bên em là công ty gì? Bên em là bảo hiểm bưu điện, là với phi nhân thọ. Ừ. Đấy, thì nếu mà chị mà lên nền tảng Tiki hay là Shopee để mua bảo hiểm ạ, thì sẽ thấy thì bên em sẽ làm một cái mảng để phát triển kênh phân phối trên những cái đối tác đấy. Rồi ok. Rồi, giờ mình đang làm ở đâu vậy Linh? Hiện tại thì em đang công tác sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ừ. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu tình trường của mình như thế nào mình trình bày ha. Dạ. Chị chờ em một xíu, em ra cái góc này nhé. Ừ, mà chị hỏi một xí nè Linh, nếu mà tham gia ghi hình ở Sài Gòn thì em có vào được không? Chắc là vào được chị ạ. Vào được hả? Vâng. Ok em. Rồi mình nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu tình trường của mình nè. Vâng. Nếu mà nói về điểm mạnh thì chắc là em có khả năng tự tin thuyết trình trước đám đông, vì là em cũng có khả năng làm MC. Tự tin, linh hoạt. Em nghĩ thế là điểm mạnh của em. Còn về điểm yếu thì thật ra thì cái này mọi người cũng nói em rất là nhiều, tức là tính em hơi bị OCD á, tức là nó bị ngăn nắp quá nên mọi người bên cạnh sẽ không nói thoải mái lắm, hoặc là nhiều cái em sẽ bị cẩn trọng và suy nghĩ quá nhiều, nên là sẽ đôi khi là có những cái phải ra quyết định thì nó không được nhanh. Đấy là cái điểm yếu của em, đôi khi nó hay bị lưỡng lự. Rồi về tình trường của mình thì ra sao, có mấy mối tình rồi, mình đã kết hôn lần nào chưa? Em chưa, em đang độc thân ạ. Hiện tại thì nếu mà nó trải qua thì nó sẽ là những cái vu vơ vu vít thôi ạ. Tức là ví dụ như là thời sinh viên thì cũng sẽ có những chứ không có mối tình phường nào mà đúng mối tình chính thức của em hết hả? Đúng rồi, nó sẽ có những cái có một cái là đơn phương, có một cái cũng là hai bạn cũng. Rồi em kể về vậy thì chính thức với lại đơn phương của em thì là mấy mối tình? Là hai ạ, một đơn phương và một chính thức ạ. Rồi ok, mình nói về hai mối tình này ha. Mình đơn phương bao lâu? Lý do vì sao mình đơn phương người ta, mình thích người ta cái nào? Cái thời đấy thì nó là cái thời đại học thôi. Bạn ấy giỏi, bạn ấy học giỏi thì mình thích thôi, mình cứ thích thầm vậy thôi. Em nghĩ mình có thổ lộ không? Không ạ. Thường là thích và giữ trong lòng ạ. Em nói rồi, tính em hay bị cẩn trọng, lưỡng lự nên là cái cả có cái gì đấy nó cần một cái sự, em cũng cảm nhận là em cần một cái sự an toàn, nên là em thường sẽ không bộc lộ trước. Thì chỉ như vậy thôi, chỉ thích rồi mối tình kia thì sao, đơn phương người ta bao lâu vậy? Cái đơn phương thì đơn phương 2 năm.
2 năm. Ừ. Mà không thổ lộ cho người ta biết, ai biết người ta cũng thích mình sao? Đúng mà không? Ta sợ mình khó thì sao? Đúng rồi. Đấy, nên là bây giờ nhiều khi nghĩ lại cũng hơi tiếc. Ừ. Bây giờ không có liên lạc gì hết á hả? À dạ. Bạn bè nên là đôi khi thôi, đôi khi thì cũng nhắn tin hỏi han bạn bè thôi. Bởi vì bạn ấy cũng lập gia đình rồi ạ. Ừ. Rồi. Biết ha. Vâng. Bây giờ người ta cũng không biết là em thích người ta à? Không ạ. Biết giữ đến cùng ạ. Giấu đến cùng ạ. Ừ ừ. Rồi ok. Mình nói tiếp về cái cuộc tình đầu tiên của mình cũng là duy nhất của mình đi. Quen bao lâu, lý do vì sao hai bạn chia tay? Vâng, thì đấy là thời sinh viên ấy ạ. Thì là sẽ cùng làm chung ở một địa điểm làm thêm. Thì tụi em quen nhau. Tuy nhiên là thời sinh viên mà chị, tức là em thì lại học ở trường 4 năm, bạn học trường 5 năm. Thế thì em sẽ ra trường trước, bạn sẽ ra trường sau. Khi em ra trường rồi thì cái định hướng cuộc sống của em khi đi làm nó sẽ khác. Và bạn khi bạn đến thì bạn vẫn đang học ở trong trường. Ừ. Cái quan điểm cũng như cuộc sống của hai người không chung định hướng nên là cũng thôi ạ, cũng không đi đâu. Ừ. Rồi vậy thì từ thời sinh viên tới giờ là mình không quen tìm hiểu ai luôn à? Ừ, thật ra là nó sẽ là có tìm hiểu nhưng mà nó cũng như nào nhỉ, nó cũng không tới đâu ạ, tức là chỉ là tìm hiểu thôi ạ. Ừ. Rồi tìm hiểu bao nhiêu người rồi mà tại sao không đi đến đâu, cho cái lý do, ví dụ một hai người là do cả hai, còn nếu như mà 3, 4, 5 người thì là do mình đó nha. Có phải là mình xấu quá? Đúng rồi. Chắc là cũng khoảng 3 người chị ạ. Ừ. Tức là khi mà trải qua những cái đấy rồi thì đôi khi em nghĩ là không biết, có thể là đến từ do em, hay là em là người không biết cách yêu thương hoặc là biết cách thổ lộ cho người đấy biết được là mình cũng yêu thương người ta. Tức là có thể là mình thích người ta nhưng cách của mình thể hiện ra người ta không cảm nhận được ấy. Ừ. Nên là em nghĩ là có thể em đang bị yếu ở cách yêu. Ừ. Em là em nghĩ như thế, hoặc là đôi khi là em cũng nghĩ em bị cứng nhắc quá, bị khô khan ấy. Ừ. Mặc dù có thể là mình suy nghĩ mình không vậy nhưng cái cách thể hiện của mình ra mình cứ để người ta cảm thấy là mình khô khan, là mình không yêu thương người ta, thế là người ta cứ lảng dần thôi. Ừ. Nên là cũng chưa thấy đâu. Rồi ok. Ở những cái người mà em thích thì thường sẽ có cái hình mẫu như thế nào? Ngoại hình ra làm sao, nghề nghiệp, quê quán của người ta như thế nào? Vâng. Tức là nếu mà nói về hình mẫu, thường em là người hướng ngoại thì em sẽ thích những cái bạn hướng nội một chút. Em thích thường thích là những bạn hướng nội một chút. Quê quán thì thường là sẽ xung phong từ Thanh Hóa đổ ra Hà Nội. Ừ. Quê quán là từ Thanh Hóa đổ ra Hà Nội. Xung quanh Hà Nội. Với các bạn ấy thì thường là sẽ cao hơn em tầm khoảng 1m7 hoặc là hơn 1m7, đậm đậm người mà kiểu đậm người là sao? Đậm người tức là như này này, nó cũng đầy đặn, mô đầy đặn như thế đầy nào đặn. Mà để chị hiểu thì chị mới vâng. Tìm được một đầy người cho em được. Nó đầy đặn đúng không? Ừ, vâng, rồi. Đầy đặn. Cao đầy đặn. Không quá đen. Ừ. Cái đó hết trắng đúng không? Rồi. Không. đấy ạ. Về thường thì em cũng sẽ thích những bạn mà có cái học thức, cái tầm hiểu biết các bạn nó sẽ tốt hơn em. Tốt hơn em là như thế nào, mình cụ thể ví dụ như công việc của người ta như thế nào, tiền người ta làm một tháng là bao nhiêu thì chị sẽ dễ hơn ha. Vâng, hoặc là cái công việc của bạn cũng sẽ, thường là em cũng sẽ quen các bạn, cái công việc của các bạn cũng hiểu cái công việc của em. Về cái mảng tài chính ngân hàng ấy, hoặc là bảo hiểm, các bạn cũng sẽ hiểu được cái công việc đấy để cùng san sẻ với nhau. Còn hoặc là IT, tức là em sẽ quen các bạn, thường là các bạn làm liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, hoặc là bạn các bạn IT thì em sẽ thường theo dõi các bạn ở cái lĩnh vực đấy ạ. Ừ. Rồi về tức là em cũng thường thích các bạn nam mà có cái sở thích về thể thao ạ, các bạn cũng biết chăm lo sức khỏe của bản thân, thể thao em lành mạnh đi chơi bóng đá hay chơi bất kỳ một môn thể thao nào đấy. Rồi độ tuổi thì sao em? Độ tuổi thì em thường mong muốn là 87, 89, 90.
là trong những cái tuổi đó thôi, ngoài lệch tuổi đó không được à? Mình cho một cái khoảng nhất định thì ví dụ như chương trình sẽ cho sẽ tìm cho mình nhiều cái option nó khác nhau. Thế thì bằng thế thì sẽ là từ 86 đến 92. Rồi mình còn mong muốn gì nữa không nè? Thật ra thì nếu mà nói về mong muốn thì em cũng không có mong muốn gì đâu, bởi vì một cái bạn nào đấy bên cạnh em mà em cảm thấy phù hợp thì là bạn sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn về tài chính, về kinh tế, về tinh thần. Em một tháng em làm lương bao nhiêu? Thời tế nhị chị ạ. Ừ, tại vì chị hỏi để chị ghét cho người phù hợp, chứ bây giờ em cứ đòi hỏi như vừa mà người đẹp trai mà vừa người kinh tế nữa thì người ta sẽ đòi hỏi ngược lại đó em. Dạ vâng, chắc là khoảng 20 triệu một tháng ạ. Ừ, rồi ok. Rồi, mình có sở trường gì không? Ví dụ nấu ăn, ca múa, hát gì này kia có được không? Mà em có sở trường là em có thể ca hát và đánh đàn guitar. Em cũng có thể chơi cầu lông, đánh chơi là chơi cầu lông và bơi lội tốt ạ. Rồi, mình thì những thông tin ở đây của em chị đã ghi nhận lại hết rồi, thì mình có thể là kết thúc bằng một hai câu hát của chương trình ha. Bài nào cũng đông được lắm chị ạ. Đông lắm hả? Đông lắm. Vâng. Rồi ok vậy mình cứ công việc em đông lắm ạ. Rồi ok vậy mình cứ chuẩn bị trước đi, rồi có gì nếu như mà được chọn vào vòng trong hoặc là nếu có đối tượng phù hợp thì bên chị sẽ biên tập sẽ chọn em, sẽ ngồi lại nói chuyện với em thì em hát cho biên tập ha. Rồi dạ. Cảm ơn. Em sẽ gửi clip YouTube của em cho biên tập ạ. Ừ rồi ok em được rồi. Chị ha em ha. Rồi cảm ơn. Dạ. Alo alo. Vâng vâng em nghe ạ. Ừ, em đang dạy ở đâu? Em dạy ở đường ở Chu Văn An ở quận Ngô Quyền Hải Phòng ạ. Em dạy ở Hà Nội hả? Không, em dạy ở Hải Phòng luôn á. À dạy ở Hải Phòng. Dạ. Chị biết không phải thành phố rồi, tao nghe cái quận gì hả? À không, ở thành phố chị ơi. Ừ. Em ở Hải Phòng mà. Ờ. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu á Thanh? Em sinh năm 1995 ạ. 95. Em dạy dạ. Lớp mấy, cấp mấy? Em dạy lớp 3, cấp 1. Ừ. Dạ. Rồi, em dạy lâu chưa? Em đi làm được khoảng tầm 4 năm rồi. 4 năm rồi. Rồi dạ. Bây giờ chia sẻ giùm chị đi, điểm mạnh, điểm yếu, rồi được bao nhiêu mối tình rồi, sao mà chia tay? Em điểm mạnh của em đó là tính tình, em là người chu đáo, chăm chỉ. Em thích nấu ăn này, em thích chăm sóc những người xung quanh. Ừ. Rồi điểm yếu là gì em? Yếu của em thì chắc là kiểu em tính em rất là thật thà ấy, kiểu tin người á. Alo ạ. Rồi, chị vẫn đang nghe. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi, đừng tìm kiếm sao nè. Vâng, em trải qua khoảng tầm Hello. Thì mình là được tầm được. Tại vì là mối tình gần nhất của em là kéo dài được hơn một năm, nhưng mà kiểu trong lúc mà quá trình của em quen giữa bọn em nó cũng xa khoảng cách địa lý ạ. Bọn em hơi bị khó nghe ha. Rồi thôi ok Thanh ơi, bây giờ em mong muốn tìm người như thế nào? Em thì là do anh ấy là người nước ngoài, anh ấy làm việc ở Việt Nam, xong rồi khoảng yêu nhau khoảng bọn em cũng nghĩ là tính là chắc định, nhưng mà họ không có, họ lừa dối mình, ta còn có một người khác nữa. Chị nghe không ạ?
Rồi ok, tại vì cái đường tín hiệu nó hơi bị kém quá cho nên rồi thôi chị nghe sơ sơ rồi. Nếu Vâng ạ. mà được chọn á thì bên chị chắc sẽ liên lạc lại rồi trao đổi với em thêm nha. Rồi mình tìm một cái vị À trí dạ vâng ạ. dễ nói À chuyện vâng ạ, hơn vâng nha ạ. ha. Tại em Vâng cũng vâng đang đi vâng làm. Ok rồi, chị nắm cái thông tin sơ Dạ sơ vâng rồi, ạ. cảm ơn Thanh nhiều nha. À vâng, em cảm ơn chị nhé. Ok rồi rồi. Thì một số những cái thông tin cá nhân của mình bạn nói to lên một chút xíu nhá, tín hiệu âm thanh của bạn nó không tốt á. Mình tên là Huyền, năm nay mình 32 tuổi, Họ và tên đi bạn, Hoàng Thị Thu họ Huyền. và tên. Hoàng Thị Thu Huyền ạ. Rồi Huyền sinh năm bao nhiêu? 90 ạ. Rồi. Nghề nghiệp. Dạ, nhân viên văn phòng, quê quán Vũng Tàu. Bạn làm nhân viên văn phòng thì bạn làm bên mảng gì, ngạch gì? Marketing ạ. Marketing để ạ. Hiện tại là bạn đang làm ở công Ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 1. bạn đang sống ở quận 1 luôn. Sống ở quận 2 ạ. Rồi. Huyền là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh thì là người học hỏi nhanh, có khả năng giao tiếp. Điểm yếu thì là người sống hơi tình cảm. Rồi, sống hơi tình cảm thì tại sao bạn lại cho cái đấy là điểm yếu? Tại vì sống tình cảm quá thì nhiều lúc ví dụ như là mình sẽ bị những cái cảm xúc nó lấn át lý trí rồi nó ảnh hưởng đến tâm trạng. Rồi, Huyền có tài lẻ gì? Ca hát, nhảy múa, làm Dạ, thơ. tài lẻ. Dạ, mấy cái đó có hết đấy ạ. Rồi Ca bây giờ bạn hát. Dạ. hát thử một bài thay đổi không khí chương trình nhé nào. Thử một bài hả? Ừ. Ví dụ như trời mắc cười quá. Em ơi đừng khóc mắt Ngân em Nga. cho em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai một tấm. Trong trong mắt có chút tiếng nuối. Dạ vậy chắc đủ rồi đúng không? Rồi ok, hát vui mà nếu mà tham gia chương trình thì mình hát thoải mái hơn, mình chuẩn bị kỹ hơn hả? Ok ạ, Rồi. không để vậy. Ok thì trước giờ tình trường của mình như thế nào hả Huyền ơi? Dạ, một mối tình duy nhất. Kể chi tiết và cụ thể về cái mối tình này giúp mình nhá. Mối tình này hả? Thì nói chung là hai người yêu nhau nhưng mà kiểu chia tay vì lý do là mình kiểu để cho anh ấy lo cho tương lai của anh ấy. Cho nên là chia tay. Nó là lo cho tương lai. Tương lai gì? Ý là ảnh muốn sống một cuộc sống anh mong muốn, mình không sống anh mong muốn thì mình không Anh ấy chia sẻ là anh ấy muốn sống cuộc sống của anh ấy mong muốn, thì anh ấy cuộc sống anh mong muốn là như thế nào? cuộc sống mong muốn là ý là lo cho xây dựng sự nghiệp trước đấy ạ. Hai người yêu nhau là bao nhiêu lâu? Được 3 năm ạ. Ai ai là người chủ động dừng trước? Là anh ấy ạ. Thế là chia tay từ năm bao nhiêu hả Huyền? Chia tay năm 2013. Vậy là 10 năm rồi, 10 năm rồi thì có đi tìm hiểu không? Có ý là cũng không có chủ động tìm hiểu gì lắm, nói chung 10 năm là cũng không có yêu ai hết. Có được mối lái gì không, có được mai mối gì? Dạ cũng không, tại cũng lo học đi du học này nọ cho nên là cũng không có, tại vì 5 năm qua Nhật học thạc sĩ cho nên là cũng chú tâm học thôi chứ cũng không có yêu đương. Rồi. Bạn mong muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào Huyền? Dạ mẫu người là người nam, nghĩ là mình nói hơi nhiều cho nên mình nghĩ là một người nam trầm tính một chút, chín chắn, thì tính đến hôn nhân cho nên là muốn một người chung thủy, chân thành.
còn nếu mà kiểu cảm thấy không trung thủy, không chân thành được thì thôi. Rồi về ngoại hình. Ngoại hình thì mình thì cảm thấy mình thích những người có chiều cao chút, thì mình hơi lùn. Cao trên mét mấy? À, chắc tầm khoảng mét sáu mấy, mét bảy là được, không có yêu cầu quá cao đâu. Mập ốm gầy, mặt mũi sao? À, người vừa vừa là được, mặt mũi thì không cần phải quá đẹp đâu, quá đẹp trai đâu, vừa vừa ưa nhìn là được. Công việc nghề nghiệp? À, tại vì mình cũng có kiểu học vị thạc sĩ cho nên là mình nghĩ là bạn đó tốt nghiệp trường cỡ đại học trở lên, với lại nghề nghiệp thì ổn định có chiếc cầu tiến là được. Nghiệp ổn định chiếc cầu tiến. Dạ. Rồi. Về tuổi tác thì sao bạn? Tuổi tác thì thật ra là mình thích người lớn tuổi hơn mình hoặc bằng tuổi mình, đi nhỏ tuổi hơn thì sợ cái suy nghĩ nó hơi khác. Rồi, cứ lớn tuổi hơn là được, lớn hơn mấy tuổi? Tại vì tuổi mình cũng hơi lớn rồi cho nên lớn hơn mấy tuổi cũng được, nhưng mà lớn hơn ở tầm 3 tuổi trở lên thì tốt, 3 đến 6 tuổi thì là... Rồi, ok. Bạn ấy mà bạn mong muốn là ở Sài Gòn hay là những tỉnh khác, hay là bạn có cái về cái vùng miền đấy thì mình có không thích vùng miền nào không? Dạ không thích miền Tây cho lắm, với lại nếu được thì miền Nam đi ạ, ưu tiên miền Nam đi ạ. Tại sao không thích miền Tây? Dạ tại vì thấy đặc trưng miền Tây mấy anh con trai hơi kiểu mềm mỏng á. Rồi ok. Ok cảm ơn Huyền nhá. Thì chương trình hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen với bạn. Nếu mà bạn được chọn vào vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập làm việc nội dung của bạn sau nhá, kỹ hơn. Dạ vâng. Ok. Dạ vâng ạ. Rồi cảm ơn bạn. Cảm ơn mọi người, chào mọi người ạ. Alo, chào chị nhé. Bây giờ chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, như họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, vùng miền, đang ở đâu, sinh sống nhé. Những cái thông tin cá nhân thôi, chị cứ chủ động chị nói chuyện nhé. Dạ vâng ạ. À, em tên là Nguyễn Thị Huyền. Em sinh ngày 10 tháng 7 năm 1997 ạ. Em sinh ra ở Nghệ An và hiện tại là em đang làm việc tại thành phố Phú Quốc. Em là giáo viên mầm non ạ. Rồi, tại sao mà mình lại chọn nơi xa xôi như vậy, xa quê mà? Dạ, em muốn đi đây đi đó cho biết nhiều nơi ạ, chứ không muốn bó buộc ở một nơi là quê ạ. Rồi, bạn là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Dạ, điểm mạnh thì là luôn biết cách làm cho người khác cười, còn điểm yếu là... lại hay tủi thân hay khóc ạ? Hay tủi thân hay khóc trong hoàn cảnh nào? Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, cứ thấy tủi thân là khóc, cứ thấy buồn là khóc thôi ạ. Bây giờ bình thường thì sẽ thấy, có nghĩa là trong tình huống nào sẽ khiến bạn ngay ngày, ví dụ như ngày hôm qua thì tại sao tủi thân lại khóc? Tủi thân vì điều gì? Ví dụ như mình nghe một bài hát nào đó, hoặc là mình thấy cái cảnh, cái tình huống nào đó giống như kiểu mình, cái cảnh mà mình nhớ nhà hoặc là mình nhớ một người nào đó thì mình sẽ hay tủi thân, mình khóc. Vậy là cũng nhạy cảm trong cảm xúc ha. Dạ vâng ạ. Rồi, vậy thì trước giờ chắc là yêu nhiều chưa? Dạ chưa. Về tình trường thì sao? Tình trường mấy mối tình rồi? Có hai tình trường, một tình trường thì kiểu là tình yêu trẻ con ấy, yêu cho biết vậy thôi, kỳ là cái thời học sinh ấy ạ. Còn cái tình trường thứ hai là tình yêu 5 năm ạ. Tình yêu 5 năm rồi, 5 năm. 5 năm là nó là cái thời thời điểm nào? Từ thời bắt đầu bước chân vào sinh viên cho đến khi đi ra làm việc rồi ạ.
Ông thế nó gắn bó được như thế rồi mà tại sao mình chia tay? Dạ, tại vì mình bị cắm sừng mà không biết. Cắm yêu 5 năm vậy thì bị cắm sừng trong mấy năm? Bị cắm sừng trong 2 năm. Thế vậy yêu 3 năm là ngon lành hả? Thế rồi kể chi tiết dùng Hiệp một chút xíu là mình bị cắm sừng 2 năm vậy thì cái diễn biến nó ra sao? Mình đã phải trải qua mình ra như thế nào nhé, cụ thể thành câu chuyện. Ok. Câu chuyện là như này, trong cái 3 năm mà bắt đầu yêu á, thì là em là làm ở quê, em là vợ ở quê, là hai đứa làm việc gần nhau, là có liên lạc, có đi chơi cùng nhau, thì lúc đó đang bình thường. Cái đến năm thứ tư em quyết định là em đi Sài Gòn làm, kiểu là mình muốn đi các môi trường khác để mình lấy được nhiều thêm kinh nghiệm á. Thì là vào một ngày đẹp trời thì là em tính tạo sự bất ngờ là về quê không không thông báo trước, thì là chìa khóa nhà em có mà, thì em mở cửa vào thì em tính làm bất ngờ cho người ta không, nhưng mà không ngờ người ta lại làm em bất ngờ ngược lại. Em chứng kiến được cảnh gì đấy? Dạ. Em thấy được cái trong khi em mở cửa vào. Thấy những cái không nên thấy. Nhưng mà hồi đấy là 2 đứa ở chung à? Dạ không ạ, ý là phòng trọ nhưng mà em có chìa khóa ấy. À là phòng trọ của anh ấy nhưng ok rồi thế là em xử lý mọi việc nó như thế nào? Lúc đó em đâu có xử lý được gì nữa đâu, em chỉ biết khóc thôi à. Vậy là em độc thân bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng hơn 2 năm rồi ạ. Thế là câu alo. Dạ em nghe ạ. Ủa thì câu chuyện đấy nó diễn ra vào năm 2021 hả? Dạ không ạ. 2020 ạ. Thế xong rồi em có đi tìm hiểu thêm những cái mối quan hệ khác không? Dạ không ạ. Alo. Alo nghe được không? Em ơi. Dạ em nghe. Em có đi tìm sau khi mà độc thân ấy em có đi tìm hiểu những mối quan hệ khác không? Dạ không ạ. Vậy. Tại vì là cái khoảng thời gian đó chỉ thấy mất niềm tin quá rồi ạ. Rồi bây giờ em muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? À, chín chắn, trưởng thành, biết quan tâm. Biết quan tâm. Rồi, ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cao hơn em. Em cao 1m54 ạ. Rồi. Tiếp theo đi, ngoại hình em cứ miêu tả cho anh đi. À, ngoại hình của người ấy hả anh? Đúng rồi, bây giờ em miêu tả mà không cụ thể, nó không có những cái gạch đầu dòng ấy là bọn anh sẽ tìm đúng theo những cái mà anh đang nói này. Không Ý phải là là người mà em không được mong muốn ốm, đâu. không được ốm, cũng không được mập quá, bình thường. Rồi, tiếp đi. Như vậy thôi ạ. Rồi, nghề nghiệp công việc thì sao? Công việc ổn định ạ. Lương tháng bao nhiêu tiền là đủ? Cao hơn em. Em bao nhiêu? Em 15 triệu một tháng. Rồi. Bạn ấy đang ở đâu thì phù hợp với em nhỉ? Có thể tốt cho cái việc hẹn hò. Em mong với lại em mong muốn luôn. À,
có thể là cùng quê với em hoặc là có thể gần chỗ hiện tại em đang làm việc. Nhưng mà ví dụ như bạn ấy ở Nghệ An thì em bay về đấy à? Em lại yêu xa. Nhưng mà Nghệ An thì lại tốt quá đi rồi. À, ví dụ ở Sài Gòn được không? Ở Sài Gòn cũng được anh, Phú Quốc với Sài Gòn cũng gần nhau. Rồi, à, em không thích đàn ông như thế nào? Là sao anh? Có cái điều gì ở đàn ông mà em không thích? Đó là hút thuốc và uống rượu. Rồi, một cái mẫu hình lý tưởng nào, có một cái nghệ sĩ nào để nghệ sĩ nam nào á mà anh nhìn vào đấy anh có thể tìm được giống giống la lá như thế được không? Nghệ sĩ hả? Ờ. Tại vì một cái là mẫu em hình không biết lý tưởng đâu. Tại vì là em ít xem truyền hình này cho nên là em đó. Rồi ok. Ok thì hôm nay là cái buổi mà làm quen với Huyền. Để mà tìm được cái người phù hợp, nếu mà em được chọn cho vòng ghi hình ấy thì chương trình sẽ thông báo cho em nhá. Và mong là em sắp xếp thời gian để mà vào trong Sài Gòn để mình quay hình nhá. Dạ vâng ạ. Ok, cảm ơn em. Dạ em cảm ơn ạ.